Chào anh em nhé. Hôm nay mình lên cho anh em một video là đế cắm cáp nhé. Đây hiện tại là bên mình đang nhập cái đế cắm cáp này. Đây. Rất là nhiều nhé. Cái này là đế cắm cáp chân nằm thì dùng để cho nồi Yuji như thế này. Hiện tại thì bên mình đang về được 26 chân và 16 chân chân nằm như này. Đây anh em ạ. Đây, cái này mình đã nhổ cái 16 chân rồi nhé. 16 chân rồi. Cái này rất hay là hỏng chân cáp. Nó bị xỉn, nó bị han ở chân này. Trong này. Nếu mà anh em nào mà cắm pin vào bị mất nét hay là nó chập chờn ấy. Thì anh em thấy cái này đi. Đây. Đây là 16 chân này. Anh em đặt vào đây là vừa bằng luôn nhé. Đây mình sẽ lấy cái nhỏ này. Đó. Đây. Đây anh em xem này. Vừa bằng luôn. Đó. Như này anh em hàn là ok nhé, kể cả cái này nữa này, cả cái trên này, cái trên này khi anh em mà hay cậy cái chân này, này mà nó bị gãy chân gãy chốt này mà và cắm cáp nó bị lỏng ấy, thì anh em thay bằng cái này luôn. À, cái này thì cắm vào đây rất là chặt nhé, cắm vào đây rất là chặt, rút ra không rút được. À, rút rút được thì cũng phải khó rút, cho nên là anh em không khi cắm cáp vào không sợ bị nó tuột ra nhé. Đây cái này cũng thế này. Đây mình đặt bằng chân cho anh em xem nhé. Con này là của con Yuji Mammut nhé. Nó sẽ sử dụng đây cái 26 chân này. 26 bên chân bên này. Đấy. Còn đây 16 chân. Anh em đặt cái này vào đây. Đây mình sẽ đặt ngược đi. Đặt ngược để so le chân với nhau nhé. Đây. Chân nó bằng nhau, chân nhau luôn nhé. Đó. Chân nó hàn bằng như này. Anh em cần hàn vào là xong. Đợt này mình về thêm cái đế cắm này để anh em thay thế, thì là nhiều cái nó han chân này hoặc là lâu ngày nó han. Cái này của bên mình thì hay một cái là nó là hai mặt nhé. Đó, hai mặt anh em cứ hàn vào và anh em cắm đảo mặt cáp này cũng được. Ví dụ anh em ở đây đang hàn kiểu như này đúng không, mà cái cáp này của anh em mà cái mặt đồng này nó cắm úp xuống dưới như thế này, cắm úp xuống dưới như thế này thì cái này bên mình cắm úp xuống dưới vẫn được nhé, nó vẫn tiếp xúc vì là nó là hai mặt. Đây, nó có bánh răng hai mặt đấy, nó không phải là một mặt, thì anh em úp xuống anh em cắm chiều nào cũng được. Ví dụ như cái này nhé, cái này anh em phải cắm thế này. Đây anh em bật cái này ra này, anh em cắm như này, cắm xuôi như này đó. Anh em run vào thì cái này anh em cũng để như này, anh em ngửa lên anh em cắm xuôi, còn nếu mà nó ngược như này thì anh em cũng cắm ngược kiểu này cũng được. Đó, nó vẫn vào được nhé. Đó, cái lợi thế của cái này là nó là hai mặt, anh em hàn vào anh em cắm xuôi cắm ngược cũng được. Đó, ok thì bên em đang combo này 10 cái đế cắm cáp 16 chân này là 40k, chưa có phí ship nhé. Đó, phí ship là 25k. Anh em lưu ý này. Combo 10 đế cắm của 16 chân nằm này là 40k, chưa có ship. Đó, anh em cần đặt hàng thì liên hệ nhé. Đây. Đế cắm 16 chân. Số lượng thì rất là nhiều nhé. Cái này mình phải lấy về mình được test. Test thì mới dám lấy nhiều vì là nó có chân ngược và chân xuôi nữa anh em ạ. Cái này là rất là khó. Cái này em sẽ like cho anh em từng video với cái đúng cái mã nồi của nó thì nó mới chuẩn được. Còn anh em mà mua mua ví dụ mua thừa chân đi về anh em vẫn cắt được, thì lúc nào mình sẽ làm cho anh em một cái video là chân nó thừa thì để anh em xử lý cho nó dễ nhé. Chân thừa anh em cắt đi, anh em hàn vào vẫn ok. Đấy, nhưng biết cách xử lý là được. Thì đây là video mình giới thiệu là Zin nhé. Zin 16 chân của Yuji này. Đấy. Và đây, 16 chân của cái này này. Hiện tại là cái 25 chân này là không quá, nhưng 26 chân quá. 26 chân quá thì anh em cắt đi một chân là anh em hàn bên này vào là ok. Còn 26 chân là có 26 chân luôn. Đấy. Anh em cứ đặt đúng form như này anh em hàn vào là xong.
Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh nhé. Mình sẽ tiếp tục ra những cái mẫu chân cáp mà chuẩn với lại nồi để cho anh em đặt nó chuẩn luôn. Đó. Không cần phải chế cháo. Như nào mà chế cháo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy một loại nhiều chân nhất để anh em chế đỡ phải lấy nhiều loại như mình nhé. Anh em thích gì là cứ lấy theo từng combo và từng video em like anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nhé.